Nếu hữu tình dùng ngôn từ cú nghĩa để hỏi thì chỉ trong một khải móng tay, Đức Như Lai làm cho tất cả hữu tình đều phân biệt rõ ràng mà không ai có thể bắt bẻ được. Vì Đức Như Lai đã đắc vô ngại tịnh lự ở cảnh giới thậm thâm không thể đo lường. Giả sử hữu tình ở các thế giới đều trụ thập địa Bồ Tát đến trăm ngàn kiếp nhập vào đằng trì thủ thắng, cũng không thể đo lường cảnh định của Như Lai. Thân của Như Lai vô lượng vô biên. Vì sao? Vì tùy thuận tâm mong thấy của hữu tình nên chỉ trong một niệm Đức Như Lai có thể hiện vô lượng thân khác nhau. Thiên nhãn của Như Lai tối thắng thanh tịnh, Đức Như Lai đều thấy rõ các hữu tình ở tất cả thế giới với sắc tướng sai khác và các loại vật không đồng nhau như xem trái xoài trong lòng bàn tay. Những ai có thiên nhãn cũng không thể sánh kịp. Thiên nhĩ của Như Lai tối thắng thanh tịnh nên đối với âm thanh khác nhau của tất cả hữu tình và tất cả âm thanh của các vật khác thì chỉ trong một niệm Như Lai đều nghe và hiểu rõ ý nghĩa của nó. Tha tâm trí của Như Lai thanh tịnh nên đối với mỗi mỗi suy nghĩ tạo nghiệp thọ quả khác nhau của hữu tình cũng chỉ một niệm trong bốn oai nghi Phật đều biết rõ. Vì sao? Vì Phật thường ở trong định không có tán loạn. Thiên vương nên biết, Phật không thất niệm, tâm không tán loạn, căn không duyên các cảnh. Vì sao? Vì xa lìa tập quán phiền não nên thanh tịnh tối thượng, tịch tịnh vô cấu. Người có phiền não thất niệm tán loạn căn duyên các cảnh khác nhau, Đức Như Lai đắc vô lậu, loại bỏ cấu bẩn, được tất cả pháp tự tại bình đẳng. Thường ở trong đẳng trì và đẳng trí nên Như Lai chỉ trụ một oai nghi an trú trong đẳng trì cho đến nhập niết bàn. Chư thiên vân vân còn chưa thể biết được, huống chi Như Lai đã trải qua vô lượng kiếp, tu tập vô lượng vô biên đẳng trì mà trời người nào có thể biết được. Vì sao? Vì công đức của Như Lai không thể đo lường, không thể nghĩ bàn, không thể quán sát. Tối thắng lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con nghe Đức Như Lai trải qua ba vô số kiếp tu hành mới thành Phật, vì sao nay nói tu vô lượng kiếp? Phật dạy: Này thiên vương, nghĩa ấy không phải vậy. Vì sao? Vì Bồ Tát hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề phải tu vô lượng công đức mới được thành tựu, không phải trải qua chừng ấy kiếp số mà có thể chứng nhập pháp lý bình đẳng, phải tu rốt ráo mới thành Phật. Tối thắng bạch Phật: lành thay, Đức Thế Tôn đã nói hoàn toàn pháp cốt yếu, để khuyên tất cả hữu tình phát sanh các căn lành, xa lìa nghiệp chướng, muốn đạt quả Phật, tu Bồ Tát hạnh. Nếu hữu tình nào được nghe oai thần công đức của Như Lai mà sanh tâm hoan hỷ khen ngợi tin tưởng, thì nên biết hữu tình ấy sẽ mau thành tựu oai thần công đức như Phật. Huống nữa là thọ trì đọc tụng biên chép cúng dường giảng giải cho người khác, thì phước đức của người ấy không thể nghĩ bàn. Phật bảo: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này thiên vương, hữu tình kia được Như Lai hộ trì vì trải qua nhiều số kiếp mà người đó đã gieo trồng căn lành, hoặc ở quá khứ đã cúng dường các đức Phật nên mới được nghe oai thần công đức của Phật. Thiên vương nên biết, thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào tâm không nghi hoặc, trong 7 ngày tắm rửa sạch sẽ, mặc áo mới, cúng dường hương hoa, nhất tâm chánh niệm như trước đã nói về oai thần công đức của Phật, thì khi ấy Như Lai sẽ từ bi hộ niệm hiện thân cho thấy, làm cho nguyện được đầy đủ. Nếu thiếu hương hoa vân vân cúng dường mà chỉ nhất tâm niệm công đức oai thần, thì khi sắp qua đời sẽ được thấy Phật. Bấy giờ tối thắng lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có hữu tình nào nghe nói đại oai thần công đức của Như Lai như vậy mà không có lòng tin lại còn hủy báng nữa không? Phật dạy: Cũng có, nghĩa là có hữu tình nghe nói pháp môn oai thần công đức của Như Lai như vậy, sanh tâm sân hận bất thiện rồi hủy báng, tưởng pháp sư là bạn ác, người ấy sau khi qua đời sẽ đọa địa ngục chịu khổ nhiều kiếp. Nếu có hữu tình nghe nói đại oai thần và công đức của Như Lai như vậy mà vui mừng tin thọ tán thán ghi nhớ, tưởng pháp sư là bạn lành, thì sau khi qua đời được sanh lên trời, dần dần tiến lên thành Phật. Bấy giờ Thế Tôn hiện tướng lưỡi rộng dài bao phủ khuôn mặt cho đến đỉnh đầu, rồi lại bao trùm khắp thân, kế đến che tỏa sư tử, rồi che khắp đại chúng Bồ Tát, đại chúng Thanh Văn, sau đó mới che Đế Thích, Phạm Thiên, Hộ Thế, Nhân Phi Nhân, vân vân. Sau đó Như Lai thu tướng lưỡi và bảo đại chúng: Đức Như Lai có tướng lưỡi này không thể nói lời dối trá. Trong đại chúng hôm nay, ta đã nói ra điều gì các ông đều nên tín thọ và luôn được an vui.